Dễ xin chơi không à? Để tôi tính coi lên trang bị coi. Cái này là 2. Còn ra là 3. Ma vũ là 4. Bóng vũ là 5. Chúng hãy tạc nó là 6. Ôi đủ, vừa đủ trang bị luôn. Mà này không để ý hồi thùng không là đặt cho cái thùng rồi. To to quá, mày đánh không trúng à. Má pha, tôi bấm S rồi, bấm dừng lại. Nhưng mà tôi không có di chuyển ra. Sao không né được cái viên thạch quy mai phai. Đó, chỉ cần bấm dừng lại anh em, chỉ cần lướt con chuột đi ra chỗ khác, dừng lại nha. Thiên hạch gần, cái gì quên ta, cái bánh xe gần tới á. Anh em bấm dừng lại xong anh em di chuyển vào một hướng nào đó. Mà nếu mà hướng nó hên hên thì nó đi bộ ra được, còn không thì nó không đi bộ ra được nha. Tôi đi cái kèo này tôi thua nhiều nên tôi biết. Chết không, chết không, chết, ngon. Không mua cái kia nha, mua cái kia lỗ, đợi là thì kiếm nhiều. Thở gần mất tiếng. Tại lên cái này trâu á, không có hết máu được đâu. Mà mình đang win ra anh, thằng kia nó còn flash à. Không biết nó có báo được flash, thằng kia ganh không. Thằng này cắm mắt à, vậy tôi cắm mắt luôn. Má tí, không dùng quy không farm được con người đen kìa. Ui không né được con này. Hay do cộng thêm mấy cái nữa đành chậm á, nó không có né được ta. Tôi cũng không dành á. Vẫn đều né đi. Má kia kiếm dài nó mới đét tính trong trụ được. Về lên thì kiếm bóng quy đó không ta. Mà thôi đó, đợi biến về đi bộ đi chứ biến về ta đây đổ lắm. Sắp hết mana, ừ mà còn 2 bánh quy à. Đó được á.
Bữa nay vô sớm đi. Tao mua á. Ui không mấy không kìa, không bên sáu luôn đen vậy. Mẹ nên đi vô cái tường này lấy gì né thiên thạch trời. Nó bỏ ớt giáp vô quy cương ta. Mẹ nút tắt bấm lên em nè. Nút gì quên ta? Nút gì mà bấm lên cây đã. Bấm lên rồi sao nó bị dính sao á. Giống như cái nút số 1 vậy á. Ken không? Ui, tay ra luôn. Anh thấy tôi rồi. Cái bộ không biết nó đây gì hết chứ không. Nó farm xong rồi nè, lên đây. Sáu nha. Cái mắt rồi đó. Cái bộ không biết gì hết. Đi xin tao ra nè. Thấy. Ui thằng kia nấy không mà tôi đi bộ lên ngay chỗ đó nó định tông tôi. À, hên không chết. Giữ đến kìa. Không giữ đâu mà. Dê. Thôi vô đi. Cây à. À cây xanh không? Cây xanh. Lên đồi khó chịu lắm. Đánh luôn. Hay. Chú giải đánh tao nè, đi xin. Thế này thì tôi chịu á. Ok thì tôi ăn xỉa cho. Ê đi vô. Con mắt tím gợi hay nhờ. Thấy thằng Ken cái nó bỏ luôn. Ken ulti rồi, thoải mái đi. Đang combo hả? Ôi cái boss thì bắt ổn rồi nè. Mắt tròn khỏi mua mắt tím nữa. Thôi đi. Má nó có hồ về tôi không ưu tiêu. Má nó quên được cái tích yêu của này nữa. Đen thiệt sự luôn á. Ừ thằng kia đổi ra. Mày đổi ra cho thằng kia gánh mày cho. Mày gánh thằng kia đi. Giờ đợi dòng ra là đánh thôi. Dòng ra là đánh tôi lấy phiên trụ. Chứ dòng không ra thằng kia đó trên top rồi chịu luôn á.
ngon, ba được bốn cây chuỗi này luôn là ngon quá, mà chắc không được đâu. Ti à, biến về nha. Nếu mà pha đó thấy thằng Ti mà biết thì tôi ở lại tôi bào khiên trụ luôn, mà không thấy thì nguy hiểm lắm đó. Cái bot này bất ổn chưa hả? Con pha tới đây à, anh phải dọn hết được không? Không được. À, tìm bất ổn quá nhờ. Mà phải AB à? Phạm ơi, mà phải dưới là tôi bảo cái chỗ đầu. Rồi xong cái chỗ đầu đó. Sợ thằng ở đây lên đi thôi. Đen chưa kìa. Má cái chừng phải ao nhây luôn chứ. Lên tới thì mất vòng thôi. À để lên tới còn ngon. Cũng may à để không ăn á. Dòng phụ luôn. Căn bị ăn vô cực được không? Ơ, căn bị ăn vô cực được nhưng mà phải là đánh lên dưới, ở dưới lên trên thì hơi khó. Lên trên giờ nó bít mấy con tăng được không à, khó chịu á. Mà cây đoạn đao mạnh mà. AD không rồi. Về Hiền ơi, Hiền hết về luôn rồi. Ưu tiên 2 được, ok ngon. Chủ đầu chắc được bào được chủ đầu rồi. Tôi trên tết tôi ôm được mà hai boss nó phút 14 nó bào được. Mẹ nè, thì chú boss đông chưa à? Đây không rồi, rồi pin lên cái. Gì vậy trời? Tên của mình Aki có mẹ, Aki búa tiến công hay dánh liệt sĩ vậy? Hình như là giáp thiên nhiên thì phải. Ok Hiền ơi, thằng Bram nó không giết được tôi, đẩy con quay này chơi đến vô cái ham bạn ơi, tôi hai hùng rồi đó sao rồi. Thấy thằng này là biến nhiều. Ờ sao ta, má tôi da trễ luôn kìa, cứ ham lên một món đồ. Giúp thằng này đếch mấy không? Giúp đi, giúp đi. Bảy cái điện thoại luôn à, đùa hả? Số giả free rồi. Được mà.
ngon. Tem chửi thì chết. Má cái tụi anh thường không chí mạng kìa. Dễ hiến. Hay hiến. À, Hùng không trúng rồi xong chết luôn cái mạng nữa. Thôi xin mời. Hay. Được có EZ. Thằng EZ đứng trong đó chuyển hóa học chứ. Ấy không ta? Chuyển ra, nếu mà đứng ở trong chuyển vô thì tôi không biết. Mà ra thì tôi cũng không biết luôn. Để tôi bút game này, tôi bút chủ. Ai cái hình như lên giáp thị sĩ hả? Phải. Có tôi còn lên vô vô rồi không? CIRE. CIRE. T. Chồng nha. Đánh luôn à? Về bán. À, để bên đây. Tì ra tì ra. Thấy rồi. À, tì chuyên giáp lịch sĩ luôn hả? Hình như win 4 đánh mấy game luôn rồi ta. Đánh 5 game win 4 game. Được. Tôi bảo chủ cho tem đánh đi. Đúng cái treo đi. Phá tôi định đánh Hường thêm cái nữa, tôi bắn quy mà không được. Được. Ui chóng luôn kìa. À, tôi chốt được chưa phá chóng rồi. Game này để tôi bút cho. Anh nhiêu tuổi vậy hả? À, mình còn bé lắm, tầm 13, 14 tuổi hả? À, anh được. À, em nhiêu tuổi vậy? Xin giáp đi, người anh em. Không cần. Tôi bút. Game này. Cái hỏi. Con ma phai thì một combo thôi à. Không cần xin giáp. Bọn này thử lửa. Ủa phải nhìn hai mạng không kìa. Không cho về.
Một mình mà phai hai ngàn mít à? Ok. Ui vậy cái lên 800 máu. Hình như tôi không có miếng vết nào, xong tôi hấp máu rồi xong lấy luôn á. Tức yêu không kịp nữa hay sao á? Mà như tức yêu kịp mà. Bắt cá liền thôi chứ. Đánh nhây ba giòn. Kiểm soát đi, kiểm soát đi. Mà chưa có tay le nữa. Tay cá liền thì chứ. Hay. Bác chưa có tay nữa kìa. Chắc ở đây không? Ờ, cũng nhầm đứt tiêu kìa. Ông mấy tuổi khai hợp đi lại hai hợp đi à. Không có đến thời chết. Tây à. Té ai về đời. Trên đồ thì cửa tốc độ di chuyển nha mọi người. À, nhiêu đây. Có không có dòng gió 440 ngon. Đánh thường một cái thêm được cái tốc độ di chuyển ma vũ nữa. Hàng bà em mày chết à? Bà em mày chết à? Không quá đúng không ạ? Boss nè. Hay vậy bạn yêu hả? Ây da, bạn yêu của bạn lúc nào mà chả hay. Quá non à. Phải hỏi là mấy tuổi? Phải hỏi